Việc thay đổi thói quen, nâng cao ý thức của người dân là yếu tố quyết định đến việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Khắc phục khó khăn, tìm mọi phương án để có thể tự cung, tự cấp thực phẩm trên huyện đảo Tiền Tiêu. Kiên quyết đấu tranh với tình trạng chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo Tổng cục Hải quan, tính chung năm 2023, xuất khẩu điều của Việt Nam đã cán đích với 644.000 tấn, tương ứng 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% về lượng và 18% về kim ngạch so với năm trước. Với kết quả này, ngành điều Việt Nam đã xác định kỷ lục mới trong nhiều năm trở lại đây. Các thị trường xuất khẩu chủ lực của hạt điều Việt Nam là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan ghi nhận tăng trưởng khả quan. Cụ thể, thị trường Hoa Kỳ dẫn đầu với 885 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với năm 2022. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, theo yếu tố chu kỳ, hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam diễn ra sôi động trong các tháng cuối năm. Nhu cầu tiêu thụ hạt điều phục vụ cho các dịp lễ Tết tăng mạnh. Cục xuất nhập khẩu nhận định ngành điều Việt Nam đã khai thác tốt được các thị trường truyền thống và tiềm năng. Dự báo xuất khẩu điều năm 2024 vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành hàng rau quả có đủ tiềm năng để có thể đạt kỷ lục mới là 6,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Nông sản Việt hiện đã có mặt ở thị trường 190 quốc gia, nhưng với những thị trường lớn, thị phần vẫn còn khá khiêm tốn. Đơn cử như Trung Quốc, đến nay nông sản Việt mới chỉ chiếm 5% tổng số sản lượng nông sản nhập khẩu của Trung Quốc. Hiện Việt Nam đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ và sẽ được thị trường Trung Quốc cấp phép nhập khẩu trong đầu năm nay. Dự kiến, tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sẽ tăng thêm 30% nhờ mặt hàng này. Nếu có sự chuẩn bị tốt, các mặt hàng nông sản của Việt Nam đều khả quan trong năm 2024. Tuy nhiên, mục tiêu trở thành nhà cung ứng hàng xuất khẩu nông sản ngày càng chất lượng vẫn đang cần những nỗ lực và thay đổi. Báo cáo từ TikTok cho biết, tính đến hết năm 2023, có hơn 2,8 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam đang hoạt động trên nền tảng này. Top 5 ngành hàng bán chạy nhất trên TikTok Shop gồm thời trang, nhà cửa và đời sống, sức khỏe và chăm sóc cá nhân, điện tử và làm đẹp. Theo báo cáo được TikTok thực hiện về hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại Việt Nam trong mùa lễ hội 2023, 69% người dùng ưu tiên xem những video dạng ngắn để tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ. Trong đó, 84% người dùng bị thuyết phục để mua sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu. Thống kê từ TikTok cho thấy, cùng với sự lên ngôi của xu hướng mua sắm kết hợp giải trí, video dạng ngắn là phương tiện tốt nhất ảnh hưởng đến niềm tin và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, thay vì chờ luật định về phân loại rác thải tại nguồn có hiệu lực từ đầu năm 2025, thì ngay bây giờ, việc tự thay đổi thói quen của mỗi người dân được xem là yếu tố quan trọng, cần thiết để việc phân loại rác thải tại nguồn đi vào cuộc sống hiệu quả và thực chất. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, lấy hội phụ nữ làm nòng cốt, lồng ghép việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Những chiếc thùng đựng rác vô cơ, hữu cơ như thế này được phường Cát Bi chuẩn bị để tặng cho các hộ dân khó khăn. Ngoài ra, phường cũng chủ động in logo phát cho các hộ dân, còn số lượng chủ yếu được các hộ tự trang bị. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn. Đến tại thời điểm này thì tổ ủy ban phường cũng đã chia ra nhiều tổ công tác để xuống từng hộ dân để tuyên truyền vận động và dán logo cho các hộ. Thế thì trên phường Cát Bi là có 3.650 hộ, thì đến nay cũng cả các hộ đã đạt khoảng tầm trên 2.000 hộ là đã trang bị được hai xô và dán tem phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ. Thông qua các mô hình tuy đơn giản nhưng lại đạt hiệu quả cao khi giúp nâng cao nhận thức về việc phân loại rác của người dân. Giờ đây, phân loại rác đã trở thành thói quen của nhiều người dân, từ già, trẻ, lớn, bé, ai cũng thực hiện nghiêm túc. Mỗi hộ gia đình tại tổ dân phố số 6 đều phải có các loại thùng đựng rác vô cơ, rác hữu cơ và rác tái chế riêng biệt. Phường Cát Bi đến tặng cho gia đình tôi được hai cái xô để phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Tôi thấy đây là một việc làm rất tốt và đảm bảo với cái tính chất tuyên truyền cho tất cả nhân dân phường Cát Bi nói chung và tổ dân phố chúng tôi nói riêng, để chúng tôi đảm bảo thực hiện tốt những cái công việc
để phân loại rác hữu cơ và vô cơ này. Hiện nay, các tổ dân phố trên địa bàn đang thực hiện song hành đợt tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân theo hình thức bắt tay chỉ việc để người dân hiểu và làm theo. Từ đó, nhân dân địa phương từng bước thay đổi hành vi, thói quen, phân loại rác thải, xử lý rác thải hữu cơ, tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải rắn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, cũng như góp phần cùng với địa phương thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng đô thị văn minh. Huyện đảo Bạch Long Vĩ là đảo xa nhất trong Vịnh Bắc Bộ, với điều kiện đất đai, khí hậu đều không thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi. Khắc phục khó khăn, tìm mọi phương án để có thể tự cung, tự cấp thực phẩm trên đảo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Tiền Tiêu đã dần từng bước gieo trồng được các loại cây rau màu theo mùa, đáp ứng nhu cầu tại chỗ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong suốt một thời gian dài, cũng vì điều kiện thổ nhưỡng, đất đai cằn cỗi, không phù hợp, thời tiết khí hậu lại khắc nghiệt, nên việc trồng rau củ và các cây trồng khác ở huyện đảo Bạch Long Vĩ gặp rất nhiều khó khăn. Để không phụ thuộc quá nhiều vào rau màu ở đất liền, những người lính và nhân dân trên huyện đảo đã dùng các biện pháp áp dụng khoa học kỹ thuật để trồng rau, củ và một số loại cây trồng khác để phục vụ cho chính cuộc sống của mình. Tôi ra đây từ năm 2003 đi thanh niên phong. Cái thời điểm ở thanh niên phong thì tôi cũng tăng gia sản xuất, cũng bán rau cho bà con. Tôi trồng rau theo mùa. Ví dụ như là mùa hè thì tôi trồng dưa hấu, rau đay, mùng tơi, hoa thiên lý, các loại rau thơm. Còn mùa đông thì tôi lại trồng sang cải, su hào, bắp, súp lơ xanh, rau mùi, rau cúc. Nói chung là cứ mùa nào thức đấy để cung cấp cho bà con ngư dân cũng như là nhân dân ở trên đảo. Gia đình chị Mến là một trong hơn 10 hộ gia đình dành thời gian trồng, chăm sóc và cung cấp rau xanh cho huyện đảo. Để có được những luống rau tươi, xanh, sạch như thế này, chị đặt mua hạt giống từ đất liền, cải tạo đất đai, sử dụng phân bón phù hợp và dành nhiều công chăm sóc. Những hôm có gió to từ biển thổi vào thì sử dụng các biện pháp che chắn để cây rau không bị táp lá. Nhìn chung là cái điều kiện thời tiết ở đây đấy, nó rất là khắc nghiệt. Cho nên là ví dụ gió mùa đấy, mà gặp gió mùa đấy thì rau có thể bị đánh bạc đi chỉ sau một đêm rồi, hoặc là gió lam to. Sau một trận gió lam thì rau còn bị héo quắt hết đi. Chúng tôi cũng đã phải trồng những cái dạng cây nó rất là cao để mà che chắn gió. Thì gió mùa to thì rau cũng vẫn sẽ đẹp và không bị cháy, không bị táp nữa. Được biết, với những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn triển khai và sự phối hợp, hướng dẫn, tập huấn các phương pháp cải tạo đất, kỹ thuật trồng rau an toàn, tưới nước tiết kiệm khi vào thời điểm khô hạn kéo dài hay cách làm giàn che nắng, che mưa khi vào những đợt gió mùa, hướng dẫn quy trình chăm sóc rau an toàn, phương pháp phòng trừ sâu bệnh đã giúp cho các hộ gia đình và các đơn vị bộ đội chủ động được phần nào nhu cầu rau xanh cho bữa ăn, góp phần bảo đảm an ninh lương thực trên huyện đảo. Thời gian qua, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ, hỗ trợ và pháo đã được các cấp, ngành trên địa bàn thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, tình trạng chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, có nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, công an các địa phương đã phối hợp với chính quyền mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động và đấu tranh với loại tội phạm vi phạm pháp luật này. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, công an huyện An Dương đã thu hồi được 7 khẩu súng, 159 viên đạn, gần 200 dao, kiếm các loại, 4 kg thuốc nổ và 69,2 kg pháo. Điều tra bắt 7 vụ với 9 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ. Công tác tuyên truyền phổ biến được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Công an huyện An Dương đã giao cho các đội nghiệp vụ xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cho từng địa bàn. Trong đó công tác tuần tra, sử dụng phương tiện giao thông để phân công lực lượng để phục vụ các tuần tra chốt điểm trong từng địa bàn, nhất là những tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là pháo, tuyên truyền qua các hệ thống loa phát thanh của từng xã, sau đó là tổ chức ký cam kết cho từng hộ dân, các trụ sở, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến pháo có diễn biến phức tạp cũng như các địa phương khác. Các cấp ngành trên địa bàn huyện An Dương, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp, công tác, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí,
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin Hải Phòng hôm nay, ngày 16 tháng 1 cũng đã hết. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website thhp.vn hoặc các nền tảng số khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt.